Hello, hôm nay là Trung Trung sẽ chỉ cho các bạn cách scan bằng máy ha. Tại vì có nhiều trường hợp á, là mình không có đủ thời gian để mà mình scan bằng tay thì mình sẽ trong ngành tattoo của mình á, nó sẽ có hỗ trợ thêm mình scan bằng máy. Thì có rất là nhiều bạn scan không có đủ đủ đầu đủ đuôi, bị mất đầu mất đuôi, hay là có nhiều người người ta không hầu như là không biết sử dụng cái máy scan nó như thế nào nữa. Thì hôm nay Trung sẽ chỉ cho các bạn, tại vì Trung cũng đang làm cho khách hàng ngày mai. Trung đang chuẩn bị hình cho ngày mai thì các bạn có thể theo dõi ha. Rồi Trung vừa thao tác rồi Trung chỉ vừa hướng dẫn cho các bạn luôn, vậy để cho các bạn dễ nắm bắt hơn ha. Đồ mọi người, tiếp ở đây á, làm giống như đây là một cái hình tổng thể nè, một cái hình tổng thể mà Trung đã chuẩn bị cho khách. Thì cái hình này nó cái hình khuôn lưng của Trung rất là lớn, nhưng mà Trung Trung photo nhỏ vậy để có khi mà Trung scan lên Trung dễ cắt ghép đồ này kia nọ, giống như là Trung nhìn được tổng thể. Thì đây đây là những cái tờ mà Trung đã đo xong số hết trơn rồi, Trung in ra bằng khổ A4. Thì bây giờ mình scan hình như thế nào? Thì trước mắt đây là cái máy scan ha. Cái máy scan thì cái nút nguồn nằm bên đây. Mình chỉ cần dùng như này, tắt. Rồi mình mở lên. Ok. Ha. Đây là cái giấy scan nè, cái giấy này nó sẽ dài hơn khổ A4 nha các bạn. Dài hơn khổ A4 ha. Vậy thì khi 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 mà mình cắt từ cái máy máy tính á, khi mình cắt cái máy tính ra thì chiều ngang của cái máy cái tờ này là 21 cm, tờ giấy A4 á, bề ngang của nó là 21 cm và chiều dài của nó là 30 cm. Thì khi mà mình scan lên trên máy thì nó đa phần là như như chung á, như chung kinh nghiệm của chung á, là chiều ngang của cái hình này, chiều ngang để mà khi mà mình cắt để mình đưa lên mình in nó không có bị mất cái bề ngang á, là chung chỉ để cái phạm vi của nó là 19 cm thôi chứ không có để là 21 cm ha. Còn đối với chiều dài của hình này á, thay vì cái tờ giấy này là 30 thì chung sẽ in hình chỉ còn có 27 cm thôi. Như vậy chắc chắn là nó sẽ không bao giờ nó bị mất đầu hoặc mất mất đuôi ha. Rồi cách sử dụng máy scan á thì nó cũng rất là dễ. Đây là cái tờ giấy scan ha. Có nhiều người người ta để cái tờ giấy vàng này cũng được, còn chung thì chung thấy nó khá là rườm, khá là vướng, cho nên là chung sẽ cắt nó đi. Bây giờ ấy không kỹ nên nó cắt nó bị méo một miếng, và cái vấn đề này nó không quan trọng nha các bạn. Và tiếp theo á, là ở trong đây nó có một cái tờ giấy này, nó nhiệm vụ của nó là nó hút bớt ẩm, thì mình để riêng ra mình không có sử dụng nó. Rồi trước tiên mình mở cái này lên ha. Ờ, cái máy kem của Trung nó hơi bụi, nó hơi bụi một tí. Rồi cái tờ giấy này đúng không, mình úp nó xuống. Ủa không phải, mình ngửa nó lên chứ, nhầm. Bữa nào khách nhắn tin tới. Rồi luồn nó vô ha các bạn, luồn nó vô ha, xong đậy nó lại, canh cái máu của nó. Ok chưa, đậy nó lại kêu cái cạch. Rồi ai nhắn gì vậy ta, rồi bây giờ cái hình này mình ấp nó lại. Bấm
copy nè. Đó. Rồi, trong thời gian đó thì bạn có thể cầm cái này, bạn hỗ trợ, bạn kéo nó lên chút xíu, dùng lực nhẹ thôi, vừa thôi, chứ đừng có kéo mạnh quá gị cái máy ha. Đó. Nhẹ nhàng, đỡ mất thời gian, đỡ mất thời gian rất là nhiều, mà cái nét canh nó lại cực kỳ đẹp nha các bạn, cực kỳ đẹp luôn. Cứ làm theo chung là không bao giờ nó bị mất đi cái mất đi những cái nét canh nó có sẵn đó. Các bạn thấy không, bây giờ nó ra như vậy, mở lên rút nó ra. Rồi bây giờ mình ướm lại, coi nó có bằng nhau hay không, ướm lại coi nó bằng nhau cho hay không, kiểm tra cực kỳ dễ. Tại vì đa phần á, có anh em á, người ta làm người ta sẽ dễ bị mất cái đầu, mất cái đuôi, thì giờ mình cứ để vô mình ướm đó. Nó rất là mờ các bạn, dễ lắm đó. Mình kiểm tra như vậy là ok nè, mình kiểm tra nhẹ nhẹ ha. Đó. Không bao giờ bị mất nét, không bao giờ bị thiếu đầu thiếu đuôi đó. Cái này á, thì cái cách này của chúng á, thì nó thực sự á, nó mà hao giấy thì nó không có hao bao nhiêu hết trơn á. Tại vì á, mỗi một lần ken là mình đã bị mất hết một tờ rồi, thì hả, mình canh cho nó dư chút xíu, canh cho nó cái khoảng cách nó rộng chút xíu, thì là hả, mình không có bị mất này mất kia. Mà mỗi lần á, mình chỉ cần mất 2 xăng thôi, khi mà mình ghép lại mình đưa lên trên lưng khách đó, những cái hình mà đơn giản á, thì không sao, nhưng mà những cái hình đó mà nó quá phức tạp đi, giống như những cái hình này, những cái hình này đi các bạn, đó các bạn thấy không, nó rất là nhiều nét, mà lỡ như mà nó mất mỗi một tờ giấy mà nó mất chỉ cần 2 cm thôi, mất đầu 2 cm, mất sau 2 cm thôi, là khi mà mình dán lại á, mình rất là cực, và khi mà ken hình lên cho khách nó rất là cực. Mình chỉ cần mà kệ nó hao giấy một chút xíu không quan trọng, nhưng mà quan trọng là thời gian của mình đưa lên ken một cái là chính xác 100% liền. Rồi bây giờ nó chỉ cần có như vậy thôi, thì sắp tới đây Trung sẽ làm thêm nhiều video nữa để cho chỉ các bạn, những các bạn nào mà có thắc mắc gì trong cái quá trình làm việc mà nó khó khăn, hay là nó có bất cứ một cái gì á, thì các bạn có thể là comment ở bên trên YouTube cho Trung nha. Rồi Trung sẽ chỉ cho các bạn, Trung sẽ chỉ cho trong cái lúc là Trung làm việc luôn, Trung sẽ quay trực tiếp cho các bạn luôn, chứ không phải là một cái bài học mà Trung đã soạn giáo án sẵn. Đây là tất cả những cái gì mà kinh nghiệm của Trung, kinh nghiệm của Trung làm việc sao Trung sẽ truyền dạy cho các bạn nha. Rồi cảm ơn các bạn nha, bye bye.